Yo, peace. One for the homie, two for the money. Three for my hometown. Và anh vẫn giữ trong mình hỏa khí để được một lần thoải chí tan bồng. Nơi mà màn đêm lại về giường ngõ, chưa từ lửa đỏ và đốm than hồng. Anh nhớ với kỷ niệm anh ta đã. Anh ngỡ mình là thiên thần sa ngã. Anh sống và làm việc từ chuyên cần như cách anh đi vần từ viên thường La Mã. Là khi trong anh đây đang ẩn giấu một điều gì đó, là niềm đam mê với rap. Anh đang sống chết làm liều vì nó. Cà phê Đà Lạt thì đắng, như trưa thì nắng, mà chiều thì gió. Ta vẫn phải bước đi qua bước chắc dù cho trước mắt còn nhiều điều khó. One for the homie, two for the money, kiếm tiền đứng tận canh đêm. Yeah. Three for my hometown, đi cạnh có hồ Xuân Hương. Tôi muốn gia đình mình mỗi khi rảnh có được tâm anh muốn đồ tân thương. One for the homie, lòng mình người anh em và two for the money, kiếm tiền đứng tận canh đêm. Yeah. Three for my hometown, đi cạnh có hồ Xuân Hương. Tôi muốn gia đình mình mỗi khi rảnh có được tâm anh muốn đồ tân thương. One for the homie, hết lòng vì người anh em và two for the money, kiếm tiền đến tận canh đêm. Yeah. Three for my hometown, đi cạnh có hồ Xuân Hương. Tôi muốn gia đình mình mỗi khi rảnh có được tâm mạnh món đồ thân thương. One for the homie, hết lòng vì người anh em và two for the money, kiếm tiền đến tận canh đêm. Yeah. Three for my hometown, đi cạnh có hồ Xuân Hương. Tôi muốn gia đình mình mỗi khi rảnh có được tâm mạnh món đồ thân thương. No, hey, look. No, I got other shit. No, look, man, it's okay, man. It's just that we want radio play, right? And man, you got a song called Beat That Bitch. They might hear that and think that's the grave. Yeah, but that's if you're calling a woman a bitch. This sounds like a tearing the club up song. Hey, man, I ain't trying to call no woman a bitch. Yeah, I mean, besides, most of the bitches I know are guys. Look, man, y'all preaching to the choir, all right? If you were to say something different other than Beat That Bitch, what would you say? Huh? Shit. Stuff like, One for the homie, two for the money. Take it easy, free in the Bentley. Đời này vốn dĩ là nó thích người chê bài. Nhạc nó thực tiễn thì là ít người nghe. Đến đây so tài với những chiêu Đà Lạt. Không biết cho dài, chỉ cần real là đạt. Tạo ra sức hút và chạy như nước rút. Khi nào mà bức xúc, chỉ cần feel vào nhạc. Vừa một là những mồi, hiện vậy là đủ rồi. On my day cho biết đam mê này không bị ngủ vùi. Phô tuôn như thác đổ, căng hơi và rét cổ. Đam mê này ta tự nguyện mà cần mà ta là bác bỏ. Ta và homie bước trên quãng đường xa. Trong gác sắp tới không thể cản đường ta. Cùng cam cùng khổ cho thời cơ bùng nổ. Và giờ thì hùng hổ như một bản trường ca. Bao người dèm pha không cho tao cất tiếng. Tao vẫn là tao kiên cường và bất biến. Đời này ngắn ngủi bao kẻ còn bám đuổi. Thằng nhóc 18 tuổi với một cặp mắt kiến. Bao kẻ lấp liếm nhìn trường khoái rap. Khi trường lái chap là một trường phái khác. Tao thấy mãn nguyện khi làm cái phản diện. Tụi mình tạo nên bản chuyện cho mình và cái ác. Mấy em gái khác nó anh tình si. Bất cần là thương hiệu chơi phương diện tình nghi. Dù ai có nói gì chứ con đường mình đi. Thì tôi cứ im lặng và hãy nhìn đi. Look at. One for the homie, two for the money. Take it easy, free in the Bentley. Đời này vốn dĩ là nó thích người chê bài. Nhạc nó thực tiễn thì là ít người nghe. Đến đây so tài với những chiêu Đà Lạt. Không biết cho dài, chỉ cần real là đạt. Tạo ra sức hút và chạy như nước rút. Khi nào mà bức xúc, chỉ cần feel vào nhạc. One for the homie, two for the money. Take it easy, free in the Bentley. Đời này vốn dĩ là nó thích người chê bài. Nhạc nó thực tiễn thì là ít người nghe. Đến đây so tài với những chiêu Đà Lạt. Không biết cho dài, chỉ cần real là đạt. Tạo ra sức hút và chạy như nước rút. Khi nào mà bức xúc, chỉ cần feel vào nhạc.